Chào quý anh chị, hôm nay đây là một cái chương trình siêu khuyến mãi của một con máy khoan chạy từ của Deston model là DK2120BL. Con này nó có một cái lực xiết tới là 50 Newton trên mét. Và bây giờ các anh chị mình sẽ cùng nhìn tìm hiểu con máy này siêu khuyến mãi nha. Khuyến mãi chưa từng có, ok. Em anh chị thấy là nó có đầu auto lock 10mm, có 3 chức năng khoan sắt, bắn vít và khoan búa. Và nó có 21 cấp độ trượt nha mấy anh chị. Con này có tốc độ số 1, tốc độ chậm là 400 vòng một phút và ở tốc độ số 2 là 1.500 vòng một phút, được bảo hành 6 tháng. Và nếu mà nói về bắn xà gồ thì rất là đơn giản nha mấy anh chị. Đây là chức năng búa và mình chỉnh qua chức năng bắn vít nha. Bắn vít rất nhẹ nhàng luôn. Đó, còn rất mạnh ha. Đây là rất là dày nha. Đó, ok ha. Rất là mạnh mẽ luôn, nhà khoan tường, khoan sắt, khoan gỗ. Và cái con này có hai pin một sạc. Đây, hai pin một sạc, một cái móc treo. Nguyên một bộ này trước kia là bảo hành 6 tháng và bán với mức cái giá của nó là 1.850.000, nhưng mà giá khuyến mãi hôm nay cực kỳ sốc cho mấy anh chị, trong vòng 3 ngày khuyến mãi với mức giá 1.590.000 và được free ship. Số lượng thì có hạn nha mấy anh chị, nếu mà anh chị có nhu cầu về cái bộ này 1.590.000 được free ship thì quý anh chị mình liên hệ ngay đến máy xây dựng Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên nha. Rất là cảm ơn quý anh chị xem video ngắn này và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Bye bye.